Marisort Bãi Lữ đã hoàn thiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước. Marisort Bãi Lữ có quy mô hơn 52 ha với các hạng mục chính như tổ hợp khách sạn, M Gallery, quần thể biệt thự, khu vực shop house, trung tâm hội nghị quốc tế, bể bơi, beach club. Dự án được đồng phát triển bởi các đối tác nổi tiếng thế giới như Dark Horse Architecture, Atelier Group, HBA Architecture, Accor Hotel. Cooper Hill tại vị trí trung tâm của dự án sẽ là khách sạn 5, được vận hành bởi thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn Accor là M Gallery. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500 vào tháng 10 năm 2020, nhận bàn giao đất vào tháng 1 năm 2021, ngay sau khi nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa tháng 5 năm 2021. Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bãi lữ, công ty con của Tân Á Đại Thành, đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với số tiền hơn 188 tỷ đồng. Cục thuế tỉnh Nghệ An có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho công ty bãi lữ. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và dự kiến sẽ sớm ra mắt thị trường vào quý 4 năm 2023 sau khi cấp phép đủ điều kiện mở bán. Theo đại diện tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhờ thuận tiện về giao thông khá gần Hà Nội, lại sở hữu vẻ đẹp thiên phú cùng những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, bãi lữ sẽ là một trong những dự án có tiềm năng lớn nhất khu vực miền Trung. Marisort Bãi Lữ, tiềm năng sinh lợi. Cách thành phố Vinh 25 km, Marisort Bãi Lữ có vị trí cực kỳ đắc địa, thuộc hai xã Nghi Yên và Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Khu vực này đang được hưởng lợi từ loạt dự án giao thông trọng điểm như cầu cửa Hội Bắc qua sông Lam, nối liền Nghệ An đến Hà Tĩnh đã thông xe 3/2021. Trong tháng 4 năm 2021, đường cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu đến Bãi Vọt đã được khởi công. Đặc biệt, khi hoàn thành toàn tuyến cao tốc Ninh Bình đến Bãi Vọt sẽ rút ngắn thời gian đi từ Hà Nội đến Nghệ An xuống còn 2,5 đến 3 giờ. Mới đây, tỉnh Nghệ cũng đã quyết định đầu tư dự án đường ven biển dài 69 km với tổng vốn dự kiến lên tới hơn 4.600 tỷ đồng. Sân bay Vinh cũng sẽ được nâng chuẩn lên cấp 4E với công suất thiết kế 8 triệu hành khách năm đến năm 2030, tăng gấp 4 lần hiện tại. Nhiều tuyến bay quốc tế sẽ được mở mới.